10 màn trình diễn đỉnh cao của Messi trong năm 2020. So với Ronaldo, Messi được nhắc đến thường xuyên hơn trong năm 2020. Dù vậy, điều này xảy ra khi Messi liên tục gây ồn ào tại Barca. Đầu năm 2020, Messi gây rúng động vì chỉ trích giám đốc thể thao Eric Abidal của Barca. Sau mùa giải 2019-2020, Messi tuyên bố rời Barca. Vụ việc ầm ĩ trong vòng 1 tháng và khi dừng lại thì Messi đã quyết định gắn bó với sân Nou Camp. Sau hai vụ ồn ào, hình ảnh của Messi xấu dần đi trong mắt cổ động viên Barca. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để có thể được nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Đối với các fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm hiện tại, việc được chứng kiến Lionel Messi thi đấu có lẽ là một sự may mắn lớn. Từ một cầu thủ trẻ của La Masia, giờ đây Mbunga đã chuẩn bị bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp. Tuy vậy, M10 vẫn có những pha bóng thăng hoa và khiến mọi khán giả phải trầm trồ thán phục. Hôm nay hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại top 10 màn trình diễn đỉnh cao của Messi trong năm 2020 nhé! Trước khi trải qua trận thua thảm bại trước Bayern Munich ở bán kết Champions League năm ngoái, Messi đã có một màn trình diễn vô cùng ấn tượng để giúp Barca vượt qua Napoli ở tứ kết. Từ pha lên bóng bên cánh phải, M10 cầm bóng đột phá vào vòng cấm, vượt qua 3 cầu thủ Napoli. Dù bị vấp ngã, nhưng ngôi sao người Argentina vẫn kịp đứng dậy rồi thực hiện pha cứa lòng vào góc xa để đánh bại Ospina. Những phút sau đó, Messi tiếp tục là người thi đấu nổi bật và đã có thêm một lần đưa bóng vào lưới nhưng bị va từ chối. Mỗi lần Messi vào sân từ ghế dự bị là thêm một lần Leo thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu. Chỉ cần 4 phút có mặt trên sân, Messi đã tạo ra sự khác biệt. Sau đường căng ngang của anh ba, siêu sao người Argentina thực hiện cú nhấc chân đầy tinh tế. Pha xử lý của anh làm lỡ nhịp hàng thủ Betis lẫn thủ thành Bravo, qua đó giúp Griezmann dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Ngoài ra, Messi cũng có cho riêng mình hai bàn thắng để hoàn tất màn trình diễn siêu hạng của mình. Trong ngày mà đại kình địch Ronaldo không thể ra sân vì nhiễm Covid-19, Messi đã tỏa sáng rực rỡ khi góp dấu giày trong cả hai bàn thắng của Barca. Người đã có pha mở bóng chéo sân để Dembele có pha solo bên hành lang cánh phải trước khi dứt điểm tung lưới Juve. Những phút sau đó, Messi tiếp tục khuấy đảo hàng phòng ngự của lão bà với những nỗ lực cá nhân của mình. Sau đó, chính siêu sao người Argentina ấn định tỷ số bằng cú sút phạt đền chính xác. Khi chơi bóng với một phong độ cao nhất, gần như một mình Messi có thể kéo cả tập thể Barca đi lên. Chủ nhân 6 quả bóng vàng đã có một màn trình diễn thường hạng khi có một cú đúp kiến tạo cùng với một bàn thắng. Trong số đó có đường chuyền một chạm vô cùng tinh tế để giúp anh ba băng xuống dứt điểm gọn gàng. Ít phút sau, Messi khép lại trận cầu hoàn hảo của mình với pha đi bóng và dứt điểm dễ dàng trong vòng cấm đối phương.
Đối với Messi, khi đôi chân của anh thăng hoa thì không một hàng phòng ngự nào có thể ngăn cản. Và lần này, nạn nhân của M10 là câu lạc bộ Eibar với một cú poker hoàn hảo. Đầu tiên là pha solo đẳng cấp qua 3 cầu thủ rồi dứt điểm gọn gàng. Ba bàn thắng sau đó của siêu sao người Argentina đều là những tình huống cầu thủ này hành hạ hàng phòng ngự đối phương rồi dễ dàng đệm bóng vào lưới. Tất nhiên, danh hiệu cầu thủ hay nhất trận không thể nào thoát khỏi tay của Messi. Trải qua một mùa hè đầy biến động và tưởng chừng như sẽ ra đi, thế nhưng Messi vẫn mãi là cái tên mà các cổ động viên nghĩ tới mỗi khi đội bóng này gặp bế tắc. Trong trận đối đầu với Ferencváros ở vòng bảng Champions League mùa này, chính Messi là người khai thông thế bế tắc với bàn thắng từ chấm 11m. Những phút sau đó, M10 thi đấu đầy nỗ lực và có đường dọn cổ cho Dembele lập công ấn định tỷ số 5-1. Trận đấu với Leganés tại Cúp Nhà Vua mùa giải 2019-2020 là giúp khán giả thêm một lần nữa thấy được sự kỳ diệu từ đôi chân của Messi. Chính M10 là người đá phạt góc giúp Lenglet đánh đầu ghi bàn. Sang hiệp 2, đích thân siêu sao người Argentina ghi bàn sau một pha đột phá giữa ba cầu thủ Leganés. Những phút sau đó, Messi có thêm một pha lập công để hoàn tất cú đúp cá nhân của mình. Không phải trận nào Messi cũng trực tiếp lập công, thế nhưng siêu sao người Argentina vẫn có nhiều cách để đóng góp cho Barca. Trong trận đấu với Real Betis ở mùa giải năm ngoái, M10 đã lập một cú hat-trick kiến tạo cực kỳ đẳng cấp để giúp Barca thắng sát nút với tỷ số 3-2. Đầu tiên là cú bấm bóng tinh tế để De Jong thoát xuống ghi bàn. Hai pha kiến tạo sau đó của Empulga đều là những tình huống cố định khi Messi tạt bóng chính xác giúp Busquets và Lenglet lập công. Trong ngày mà cả thế giới tưởng nhớ Diego Maradona, Messi cũng đã thi đấu vô cùng xuất sắc và ghi được một bàn thắng để giúp Barca đè bẹp Osasuna. Sau một loạt tình huống đi bóng đầy nỗ lực, Empulga cũng đã đưa được bóng vào lưới khi tung cú sút đẹp mắt bằng chân trái từ ngoài vòng cấm. Bóng từ chân Messi bay thẳng vào góc cao và không cho thủ môn một cơ hội nào để cản phá. Sau đó M10 đã cởi chiếc áo đang mặc để lộ ra áo đấu của câu lạc bộ Newell's Old Boys nhằm tri ân cố huyền thoại Maradona. Không cần ghi bàn, Messi vẫn có thể tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn trên sân và trận đấu với Villarreal là một ví dụ điển hình. Chính Empulga là người có pha đi bóng kỹ thuật trước khi có đường chuyền mở ra khoảng trống để Suarez đặt lòng ghi bàn. Hết Suarez, M10 lại tiếp tục dọn cổ cho Griezmann lập công. Sau pha giật góc tinh tế của Messi, tiền đạo người Pháp tung ra cú bấm bóng kỹ thuật để hạ gục thủ thành Asensio.
Thật khó để đong đếm được hết tất cả những lần tỏa sáng của Messi, nhưng tất cả chúng đều đã để lại ấn tượng rất lớn trong lòng khán giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và nếu thấy hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.